kính thưa quý vị, những logo đầy màu sắc cùng dòng chữ hỗ trợ cho bà con nghèo không có tiền thuê xe kèm theo số điện thoại liên lạc như thế này đã trở thành những hình ảnh quen thuộc đối với những bệnh nhân ở Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh lân cận. Và đây chính là những chuyến xe chuyên chở những bệnh nhân chuyển viện, xuất viện, nhập viện do câu lạc bộ những chuyến xe vạn tình của anh Hồ Ngọc Thanh ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thành lập. Và điều đặc biệt là những chuyến xe này đều có giá là 0 đồng. Chị Mai Thị Hạnh, phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng, hơn 7 năm qua một mình nuôi con. Giờ đêm tới luôn nhập viện thẳng luôn, con kia nghỉ ngơi. Ê, nhập viện xong thì mấy anh sẽ bàn giao giấy tờ hết, rồi em sẽ gọi cho bên kia rồi mình sẽ gửi. Gia cảnh đã khó khăn, nay đứa con gái duy nhất của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo, phải chuyển viện vào thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Cảm ơn đã hỗ trợ cho chuyến xe không đồng để đưa cháu vào bệnh viện đỡ tốn tiền, nhờ khó khăn quá cũng có tiền. Rồi nó vô trong nó để lo cho cháu. Việc đi lại trên quãng đường dài gần 1.000 cây số quả là khó khăn với hai mẹ con chị. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của câu lạc bộ chuyến xe vạn tình, mẹ con chị đã có một chuyến đi miễn phí. Nỗi lo âu vì vậy đã bớt đi nhiều. Anh Thanh ơi, anh cảm thấy như thế nào mà khi mình vừa hoàn thành xong một chuyến xe chở bệnh nhân? Thì bản thân tôi là chủ nhiệm cũng như là thành viên thì rất là cảm thấy là thoải mái, là khi mà hỗ trợ cho một chuyến xe hoặc là những bệnh nhân, và đặc biệt là đồng bào bà con miền núi, khi mà đưa họ về tới nhà thì anh em ai cũng vui. Xuất phát từ đâu mà anh thành lập câu lạc bộ chuyến xe vạn tình? Năm 2016 thì mình đưa 5 em bé nằm chờ mỹ xuống mổ tim bệnh viện Hoàng Mỹ. Thì sau thời gian mổ tim xong về thì năm em về xuất viện một lần. Thời gian đó thì cũng hơi khó khăn về vấn đề về xe cộ di chuyển. Thì mình với bỏ tiền là thuê một chiếc xe 16 chỗ đưa năm em về Nam Trà My. Thì ý định của mình là muốn mua một chiếc xe hoặc là kêu gọi một chiếc xe để hỗ trợ cho các em. Thì từ đó mình lập lên quỹ xe năm tháng 9 2019. Vậy thì hiện tại câu lạc bộ chuyến xe vạn tình của mình gồm có bao nhiêu thành viên? Và công việc chính của họ là gì vậy anh Thanh? Câu lạc bộ của mình đến hiện tại là có 22 thành viên. Anh em là nhiều ngành nghề. Trung quy của họ là có một tấm lòng, họ muốn hỗ trợ chở cho bà con hoặc là hỗ trợ cho những chuyến xe chở bệnh nhân chuyển viện, xuất viện. Thì quy trình hoạt động của câu lạc bộ của mình thì diễn ra như thế nào? Làm thế nào để mà kịp thời điều xe mà khi bệnh nhân có nhu cầu sử dụng? Khi mà mỗi bệnh viện mà xin một cái ca xuất viện á, thì họ nhắn cho mình một cái form yêu cầu đầy đủ thông tin bệnh nhân, cái số điện thoại, địa chỉ nhà, ca bệnh từ đâu về đâu. Thì khi mà bệnh viện họ tiếp nhận, họ gửi một ca qua thì mình kiểm tra sức khỏe, bệnh lý hoặc yêu cầu chuyên môn, cho nên mình sẽ nhắn tiếp tục cái ca nữa qua bên câu lạc bộ. Khi mà thành viên họ tiếp nhận xong, họ sẽ báo là em chạy được, anh chạy được, thì lúc đó mình sẽ kịp thời trong vòng tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ mình xử lý một cái ca cho họ đi về tới nhà liền. Từ lúc mà thành lập đến giờ, từ năm 2019, có những kỷ niệm nào mà anh cảm thấy đáng nhớ nhất? Năm 2016, khi mà chứng kiến một mẹ sản phụ bồng đứa con trên tay tầm khoảng vài tháng tuổi đi bộ từ trong nóc đi ra tới đường núi trung tâm huyện Tắc Bỏ, Nam Trà My, thì xong họ chờ xe, cộng quy trình mà từ đi bộ đến xe là 10 tiếng. Thì mà khi vô khám thì con họ chết trên tay rồi, thì mình mới hỏi là vì rằng mà để con lại chết, thì họ trả lời là đi bộ rất là xa. Thì lúc đó mình đâu đó có việc mà di chuyển, mình mong muốn là có một cái kết nối thông tin từ các xã với nhau, hoặc từ các xã với trung tâm y tế huyện, từ các xã với lại các thầy cô giáo, để mình kịp thời trong thời gian họ đi bộ ra thì mình đưa xuống đây là vừa. Cũng mong muốn là sau này là có một cái quỹ để làm một cái chương trình là thông tin để cho bà con họ kịp thời ra tới trung tâm xã. Dạ, một câu chuyện cũng cho mình và cũng như nhiều người khác nhiều cái suy nghĩ, và cũng xin được là mong rằng là chúc anh cũng như là các thành viên trong câu lạc bộ sẽ tiếp tục duy trì, mang đến nhiều chuyến xe vạn tình hơn nữa cho những bệnh nhân đang gặp khó khăn trong cuộc sống, và đặc biệt là những bệnh nhân ở vùng sâu vùng xa, ở trên núi hẻo lánh, nơi mà những cái dịch vụ y tế chưa đến kịp thời. Thì một lần nữa xin được cảm ơn anh với những cái tấm lòng rất đẹp của mình. Thưa quý vị, mỗi chuyến đi tuy có khó khăn vất vả, nhưng nụ cười và lòng biết ơn của người bệnh là món quà quý giá
để tiếp thêm động lực cho các thành viên của câu lạc bộ chuyến xe Vạn Tình. Họ lại lên đường, tiếp tục những chuyến xe và những câu chuyện cảm động. Và đúng như tên gọi, chuyến xe Vạn Tình, chuyến xe chở tình yêu thương, niềm tin tốt đẹp giữa người với người, lan tỏa sự tử tế trong cuộc sống.